Các bạn nhìn nè, tốc độ bào 5 trái bắp đã nằm trong bụng chị gái mình các bạn. Sáng dậy và yên tĩnh lắm các bạn ơi. Chắc các bạn giờ này cũng đang còn chìm vào giấc ngủ. Mình sẽ cho muối vào. Muối xếp bắp vào. Mình luộc trước 5 trái nha các bạn. Còn 5 trái mình luộc sau tại cái nồi mình nhỏ các bạn. Với lại mình luộc bằng cái bếp điện. Bây giờ mình sẽ đậy vào mặt cung các bạn. Sớm các bạn, bắp của mình đấy đang còn luộc bắp các bạn ơi. Em Cóc dậy sớm cùng với mình lắm, lăng xăng rất là đang lăng xăng luôn các bạn. Giờ mình chỉ có ngồi mình canh nồi bắp để cho nó chín rồi mình vớt ra, mình sẽ quay cho các bạn nhé. Tranh thủ chờ luộc bắp đó các bạn, mình luộc mang ít rau ra để mình làm, để tiện ngày hôm nay mình nấu ăn hữu cơ, mang cái hôm nay mình mua cái chích nữa, mua cái chích để mình kho chấm với rau luộc các bạn. Sáng mình ngồi đợi bắp luộc đó, rặn lấy rau ra làm. Em thì đang ngồi nằm trong đó. Ướp cá rồi đó, nấu cho hai em Cóc để viên lên nồi cháo để cho ăn cả ngày vậy các bạn. Chị em Cóc này em dậy sớm lắm các bạn, mình dậy là em dậy. Rồi các bạn, 5 giờ 15 sáng. Bình minh sắp sửa ló dạng rồi các bạn. Giờ sáng này. Vậy mà mình luộc bắp chưa xong mẻ thứ nhất, 5 trái chín thứ nhất luôn. Đó. Trời bắt đầu ló dạng rồi các bạn ơi. Bật đèn. Khoảng bao nhiêu phút rồi nhỉ các bạn? 15, 25 phút rồi đấy các bạn. Bắp mình mua không có già nhỉ, bắp vừa ăn. Một tay mình cầm máy quay, một tay mình sẽ thử bắp. Em mình đang ngủ cho nên mình để em mình đi ngủ. Bắp của các bạn ngon chưa? Mình sẽ thử xem là chín chưa nha các bạn, rồi mình phải vớt ra. Đây.
thì mình lấy một hạt. Xin chào các bạn cho mình thử nhé. Bắp chín rồi các bạn ơi. Mình sẽ vớt bắp ra thôi các bạn. Mình vớt ra rồi các bạn. Những em bọc ú nù đã em các bạn. Vớt ra rồi các bạn. Mình lùa ở nhà thì mình chỉ cho muối thôi. Các bạn là muốn nó ngọt ngọt thì mình cho thêm đường phèn cũng được các bạn. Nhưng mà mình luộc mình cho muối thôi các bạn. Bắp nào bắp đấy, trái nào trái đấy đều to các bạn. 5 trái bắp đã em các bạn. Đó. Bây giờ mình tiếp theo mình sẽ luộc thêm 5 trái nữa nha các bạn. Để thêm nước và đậy nắp để tiếp tục luộc thêm 5 trái này nữa là xong nha các bạn nhé. Trời sáng luôn rồi các bạn ơi. Dậy từ lúc 4:30. Sắp sửa đón ánh bình minh rồi các bạn ạ. Sáng sớm yên tĩnh tĩnh mịch. Hít thở không khí trong lành. Kế bên nồi bắp luộc các bạn. Sáng sớm rồi các bạn. Sau này mình luộc chín rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp. Các bạn nhìn thấy này, luộc bắp từ hồi 4:30 sáng mà bây giờ đến hơn 6 giờ rồi các bạn. Mặc bắp ra các bạn ơi. Đang sôi sùng sục luôn các bạn ơi. Ai ăn bắp nóng đi. Vừa nóng vừa thổi vừa ăn đi. Bắp này các bạn nhìn, trái bắp đã chưa to lắm các bạn. Vớt ra cho nguội các bạn ơi. Đúng hôi thổi luôn các bạn ạ. Trái bắp đã chín đang làm bốc khói luôn các bạn. Đây là mặt phía đằng trước nhà mình. Mình mới cũng vừa ướp cá xong để chuẩn bị kho ăn cho hai chị em một ngày ấy các bạn. Bây giờ mình xin dừng máy quay ở đây để mình đi làm những công việc tiếp theo, tưới cây rồi nấu cơm các thứ luôn nha các bạn. Hẹn gặp các bạn tí nữa xem clip cùng với mình về. Đố các bạn biết hôm nay mình hai chị em mình sẽ ra clip gì đây? Hi, chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Sáng nay thì mình đã luộc được 10 trái bắp rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử xem là ăn được hết bao nhiêu trái bắp trong 10 trái bắp này nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ ra luôn các bạn ạ. Mình sẽ bóc ra vỏ ra luôn nha các bạn. Bắp rất là ngon luôn các bạn. Sáng sớm mình dậy 4:30 mình đã luộc bắp luôn các bạn ạ. Mình chưa ăn bắp mà mình đã nói lắc bắp rồi các bạn ạ. Bắp rất là ngon. Mình thích luộc tại nhà để mình ăn lắm các bạn ơi. Các bạn thông cảm nhé. Ở xóm mình thì có một cái đám ma. Thì có gì mình quay có tiếng ồn hay là lồng vào một tí nào đó đấy các bạn. Thì các bạn nghe, các bạn xem thì thông cảm cho chị em mình nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã lột xong 10 trái bắp. Trái nào trái đấy ú nu ú nần rồi các bạn ơi. Bây giờ mình vào thử thách để mình ăn xem là ăn hết được bao nhiêu trái bắp trong 10 trái bắp này nha các bạn nhé. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Lấy em ú nần này các bạn này. Đã em các bạn. Mình mời các bạn nhé. Gạt bắp hơi bị mỏi răng đấy các bạn ơi.
có khó nuốt không? Các bạn thấy không, chị gái mình siêng không các bạn, 4:30 sáng là chị gái mình dậy luộc bắp rồi các bạn ơi, vì để cho chị em mình có clip để quay để gửi đến các bạn ấy các bạn. Mà chị em mình không có mua bắp ở ngoài, mua bắp về nhà, mua bắp sống về nhà luộc nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Ngày trước bố mình còn sống, bố mình cũng hay mua bắp sống về luộc ăn như vậy nè các bạn. Do mình luộc ở nhà mình không có cho đường ấy, như chị gái mình có nói ấy, mình chỉ cho ít muối vào thôi. Nếu mà mình cho đường ấy thì nó sẽ giữ cho bắp nó có cái độ mềm mà nó không có bị khô. Nhưng mà nhà mình lại không thích ăn kiểu mà luộc bắp mà cho đường. Nhìn cái bắp chất lượng các bạn, chắc chưa ăn hết trái mà đã mỏi qua hè mà. Hàng nào nó ra hàng nấy luôn, đều tắt. Ngon các bạn. Chị gái mình lại thích ăn bắp, còn mình thì bình thường thôi các bạn, không gọi là thích lắm. Sáng nay ngủ dậy thấy trời đen đen, chị em mình tưởng mưa, ai ngờ mưa có tí mưa lùn, mưa lất phất. Giờ chuẩn bị lại nắng lên các bạn ơi. Chị gái mình sắp xong trái bắp đầu tiên rồi các bạn ạ. Không biết là đối với các bạn ăn mấy quả bắp thì là sẽ no các bạn nhỉ. Mình là một trái là mình no rồi. Bắp hàng nào hàng đấy là em các bạn, nha mà nó bưng bưng lên hai thái dương các bạn ơi. Nói về ngán no thì chưa có cảm thấy một cái gì hết các bạn, chỉ có cảm thấy là mỏi quay hàm là một, với lại cái bưng bưng cái thái dương thôi các bạn, chỉ có hai cái đấy thôi các bạn ơi. Tiếp tục cái thứ hai nha các bạn nhé. Nhưng mà sao lại bị bưng bưng thái dương nhỉ? Ý là mình nhai xong rồi lên cái phần thái dương nó bưng bưng à? Do cơ hàm mình nhai à? Do cơ hàm mình nhai các bạn. Rồi cái cơ hàm mình nó đẩy lên cái thái dương à? Nó giống như cái lò xo cái giật lên xuống, giật lên xuống rồi các bạn. Bắp nếp thì nó dẻo, ngon hơn là bắp mì. Bắp mì mình trừ khi mình nấu thôi các bạn. Bắp này các bạn mới luộc nóng luôn đó các bạn, luộc vỏ ăn liền, rất là mềm, ngon. Mà các bạn để nguội, cứng các bạn, nhai khó. Do mình luộc ở nhà, như chị em mình có nói, mình luộc ở nhà không cho đường ấy, nên mình để nó bắp nó nguội thì nó sẽ bị khô. Còn cho đường là không phải vậy đúng không? Cho đường thì nó sẽ giữ cho bắp nó dạng như nó tươi, nó không bị khô á các bạn. Xem á, mà các bạn thấy sự cố gắng của chị gái mình nói riêng với lại của chị em mình á,
chị gái mình thì 4 giờ rưỡi sáng dậy luộc bắp để quay video gửi đến cho các bạn về thử thức, về cái việc mà thử thách bèo bắp của chị gái của mình ấy. Thì các bạn cho hai chị em mình một like nha các bạn nhé, đặc biệt là chị gái mình các bạn ơi, hai chị em mình cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn ấy. Các bạn thấy chị gái mình bèo không? Đúng là những cái hàng bắp hàng nào nó thẳng tắp tắp hàng lấy các bạn. Răng mình mà được như vậy nhờ các bạn nhỉ. Bởi vậy người ta cứ hay ví von ấy, những bạn nào mà có hàm răng thẳng tắp này, chắc như bắp, răng chắp nhưng bắp thẳng tắp như hàng bắp. Không biết một chán mình ăn bao nhiêu phút. Hơn 5 phút, gần 10 phút luôn. Ngày khó lắm bạn. Mỏi miệng. Mỏi miệng chị gái mình rồi các ăn bạn. Ăn lại rứt đó các bạn. Thì làm mất thời gian của các bạn xem. Còn mà ăn nhanh ấy, thì nhai dạng tốc độ các bạn. Thì nó mỏi quay hàm, dịch lên tái dương. Thứ hai đã bèo xong rồi các bạn. Chị gái mình nay uống nước lọc thôi các bạn. Mà hình như các bạn có để ý không, bây giờ chị gái mình nếu mà video nào mà có thử thách là chị gái mình hình như là cũng có chút kinh nghiệm rồi, không có uống dồn dập nước nữa các bạn ạ. À, bởi vì nếu mà các bạn uống dồn dập nước á, nó no nhanh. Uống bây giờ là uống từng ngụm thôi. Trái thứ ba các bạn. Trái thứ ba. Bắp này bà mua nhiều, nó bán xỉ hay bán lẻ? 7.000 bắp. Bắp sống người ta bán ở chỗ mình là 7.000 một bắp các bạn ạ. À. Bắp mà luộc như thế này 15.000 bắp. Yếm. Bắp luộc rồi là 15.000, bắp sống là 7.000. Sang em thứ ba các bạn ạ. Đấy bèo đấy. Các bạn thấy chị gái mình bèo giống như con thỏ đó bèo không các bạn? Hình như con thỏ nó cũng ăn như vậy đúng không? Nó ăn cái cà rốt nó cũng vậy ấy. Gái của mình á các bạn, chị gái của mình dậy sớm hay lắm các bạn ơi. Mình á, nhiều khi mình cứ hỏi chị gái mình á, bà dậy sớm vậy bà có buồn ngủ không? Tôi mỗi lần mà tôi dậy sớm là tôi chiến đấu với bản thân của mình lắm. Mình ngày trước mình đi làm cũng vậy á các bạn. Mỗi lần dậy sớm là mỗi lần là chiến đấu. Còn chị gái của mình á, dậy rất là quen. Phải công nhận là chị gái của mình thuộc dạng là đảm đang á. Ăn là thèm đồ mặn lắm các bạn ơi. Sao mình thấy đúng á các bạn, khi mình ăn đồ ngọt là thứ nhất này, nếp là thứ hai này, chè này, nói chung tất toàn bộ món ngọt này, hoặc là xôi hoặc là gì là mình cứ thèm đồ mặn, cơm hoặc cơm hoặc bún hoặc đồ gì các bạn. Hay ha các bạn ha, giống như là cha sinh mẹ đẻ ra mình đã ăn
như vậy rồi, hẳn thói quen rồi ấy. Rất là thèm, giờ thèm chén cơm với cái chén rau nữa, canh. Mình quay cho các bạn xem là mình luộc bắp, trong thời gian mình luộc bắp mình làm rau, chuẩn bị cá để kho cho hai chị em ăn trong một ngày. Giờ nghĩ tới cái món cá cơm rau là thèm các bạn. Giờ cho chị em ăn các bạn ơi. Sáng luộc bắp trong vòng bao lâu? Luộc 10 trái trong vòng tiếng không? Luộc 2 lần. Tiếng hay 2 tiếng? 4 rưỡi luộc, 6 giờ mới xong. 4 rưỡi, 5 rưỡi, tiếng rưỡi. Tại mình luộc 2 lần đó các bạn. Nhà mình, hai chị em mình không có nồi to, chất có 5 trái vào một nồi. Ủa cái nồi bự hôm bữa nấu bún, cái nồi bự 5 đến 10 người ăn, cái nồi đấy cũng không vừa. Hay là đặt lên cái bếp nó béo là lỗi. Đấy là cũng là một cái gọi là cái nhược điểm của nấu bếp. Nấu bếp điện mà bếp nhỏ, dạng nhỏ nhờ. Chứ bếp điện mà dạng to chắc cũng không sao. Không sao, bếp đôi á. Cái phần dưới này đó, bắp nó già, ăn nó khó cho nên mình sẽ bào trước, bào cái phần này sau các bạn. Phần ở trên nó non. Cái thứ ba mình phải có chiến thuật các bạn ơi. Giờ là chị gái mình rào thử thách nào là cũng đã có chiến thuật rồi. Còn lúc đầu không biết cứ pạp nốc eo sớm. À, chuẩn bị trái thứ ba rồi các bạn ơi. Các bạn thấy cái video này mà hay ấy, các bạn xem thú vị ấy, thì các bạn để lại cho chị em mình một like các bạn nhé. Nhấp thêm ngụm nước nữa các bạn. Nhấp môi vậy thôi chứ không có uống. Uống là no là không ăn nổi đâu. Vậy mà có ai bèo hết một cái bát trong vòng 1 phút không nhỉ? Chắc có nhỉ. Nhỏ mét nha. Thích. Ôi bèo các bạn ơi. Ô chào. Rồi xong trái thứ ba các bạn nhé. Đấy, chị gái mình cứ ăn xong trái nào là cứ bỏ lên bàn trái đó đó các bạn, cái cùi. Wow, chà trái thứ tư. Lựa các bạn. Giờ phải lựa cái nhỏ. Lựa thôi. Cái này. Với lại lựa trái non nữa các bạn. Trái nào mà trái đấy nó ú mà nó núp ra luôn đó các bạn ơi. Mà đều ha. Đều như bắp. Chắc như bắp. Trắng như bắp. Anh nói lắp bắp. Anh nói lắp bắp. Lại thêm một ngụm nước nữa các bạn ơi. Nhưng mà nhấp thôi. Mình sẽ bèo cái phần đít này trước rồi các bạn. Thử coi bèo một trái bắp trong vòng bao nhiêu có được không? Hay là giờ nó hơi ngang bụng rồi. Hơi ngang chắc bèo nhanh không được đâu. Với lại thèm đồ mặn lắm các bạn ạ. À. No này thì chưa có no, mới có ngang thôi, nhưng mà thèm đồ mặn quá các bạn ơi. Cái này thế cho cá kho ăn thì có ăn nổi không? Cho chén cơm ăn hết các bạn. Ai nuôi mình tốn cơm tốn gạo quá bạn ơi. Tốn cơm tốn gạo là chuyện nhỏ, quan trọng ở cái nhân cách thôi. Thời nay nuôi cơm nuôi gạo là bình thường, đúng không các bạn? Chị gái mình bèo cái phần đít trước, tại vì nó già, còn cái phần đầu ấy thì nó non nên để ăn sau. Chiến thuật các bạn. Chiến thuật. Với lại mình thấy mình xem ở trên mạng ấy, những bạn mà ăn thử thách ấy, người ta có cái chiến thuật nhai nữa đúng không? Nhai 1 2 3 rồi nuốt hay sao á.
Nói chung ai cũng phải có chiến thuật của họ ấy đấy. Bạn đấy là gọi người ta chuyên về ăn bốc tan lớn rồi. Còn như chị em mình là sao? Ăn thử xem là mình ăn được bao nhiêu á. Chị em mình gọi là nghiệp dư. Nghiệp dư thôi. Giống như cái món gì mình thèm á các bạn, thì mình ăn xem là được bao nhiêu đấy. Giống như cái món bắp này mình đang thèm mà. Bởi mình mới nói em mình quay cho mình. Tiếp tục bào ạ. Trời ơi các bạn ơi, các bạn nhìn cái sức bào à. Nghiệp dư này là nghiệp dư đứng hạng mấy các bạn? Bèo tốc độ như thỏ, bèo cà rốt luôn các bạn. Mình đã chia các bạn, một lần, hai lần. Lần này lần thứ ba, lần này lần thứ bốn. Bởi vậy á, mẹ mình cứ hay đi chợ mà mua hai trái bắp á, là chị gái mình đa phần là hai trái bắp vào bụng chị gái mình các bạn ạ. Do mà mình cứ ăn cơm no là mình không ăn nữa thôi. Mà bắp này á, chị gái mình cũng lấy ra, lấy khơi ra rồi xay nấu chéo cho hai em á các bạn ơi. Ba ông cố rồi các bạn. Ba ông cố. Mình đã sơ hết hai ông cố rồi. Đây ba ông cố. Các bạn thấy không? To chưa? Giá là giá thứ tư rồi các bạn. Giá thứ tư. Các bạn có tin là chị gái mình sơ hết nửa luôn không các bạn? Bèo bèo, ô chèo ơi. Mình mà uống hết này chắc xin em mình dê một ly nước lạnh nữa các bạn. Thèm nước lạnh rồi. Cái này là chị em mình không có giới hạn uống nước các bạn nhá. Cái chị gái thử sức để mình ăn được bao nhiêu trái bắp trong 10 trái này các bạn. Chứ không phải là bước vào thử thách để mà ăn bấm dơ. Mềm quá, cái này mềm. Mềm bèo nhanh ha. Ừ. Wow, chà, xong trái thứ tư. Cứ rẻ rít vậy thôi các bạn. Ở nhà chị gái mình cũng vậy đấy. Ăn vặt cũng cứ rẻ rít giống như mình nói ấy. Thêm ngụm nước à. Rồi, hết ly nước rồi. Để mình chạy vào mình rót cho chị gái mình một ly nước lạnh nữa các bạn nhé. Hết chai, một chai nước lạnh luôn các bạn. Đổ ra một cái ly đầy kia kìa. Đồ có sức nữa rồi các bạn ơi. Nước có vô mát lạnh tuốt hết xuống ruột rồi các bạn. Có cần đứng lên đi. Đứng lên các bạn, đứng lên cho nó xuống, vận động cho nó xuống ruột các bạn ơi. Giờ lại khỏe lại rồi các bạn ạ. Tiếp tục bào tiếp rồi các bạn ơi. Trái thứ 5 rồi các bạn nè. Hôm nay đúng là kỷ lục của mình ăn bắp luôn đấy các bạn. Mình nói thật, trong đời của mình ăn trái thứ 2 là hết rồi đấy các bạn. Cái bắp á, đúng 2 trái. Hôm nay đúng là thèm hay sao, chơi 5 trái ăn bào. Cô này ghê thiệt. Cái bà chị này. Rồi các bạn nhìn xem trái thứ 6 bà chị của mình bèo nha các bạn nha. Đâu, trái thứ 5. À, trái thứ 5 sorry các bạn. Trong đầu cứ đinh ninh vậy. Là gì vừa gấp vậy em gái. Trời mình chưa trái thứ 5 chưa vào bụng nữa mà em mình nói trái thứ 6 rồi. Mình mời các bạn này nha các bạn. Mình sẽ bào cái phần đít trước thôi các bạn ạ. Đấy, mình quay sát cho các bạn xem luôn, các bạn xem trên màn ảnh.
nhìn chị gái mình bèo với tốc độ. Cái này người ta hay gọi là tốc độ nhỉ? Ừ. Rồi giờ là nhai này. Cái này là nút trọng, là nút trọng không được nha các bạn nhá. Nút trọng một cái là chị gái của mình là tiêu tán đường luôn đấy các bạn ơi. Cái này bắt buộc là phải nhai. Thịt mỡ hay là những cái món gì còn nuốt trọng được. Cái này là không có nuốt trọng được đâu các bạn ơi. Hồi nãy nhấp nước hơi nhiều rồi đấy nha. Coi chừng no đó. Cái phần đít này nó cứng, khó nhai. Phải dùng nước. Mình để tiết kiệm cái phần ngọn này nè các bạn. Chưa áp bụng các bạn ạ. Chưa căng bụng. Thế anh thấy tán chảy không? Không. Chắc hết trái này. Không biết là ngấp nghé được trái thứ 6 không đây. Thèm cơm quá các bạn. Bây giờ các bạn này, cho mình một chén cơm cá hoặc là miếng canh nữa các bạn. Mình ăn hết sạch luôn đấy các bạn ạ. Bèo bèo nè các bạn. Dính một miếng bắp à. Các bạn để ý không? Không biết là các bạn có để ý một cái chi tiết nhỏ trong các video của chị em mình không? Phía sau chị gái mình ấy, không biết các bạn có để ý cái chi tiết không, để mình lé ra cho người đấy. Cái em đấy là cái chi tiết đấy các bạn, chi tiết nhỏ đấy. Đấy bé cốc đấy các bạn. Lần nào trong video, nếu mà các bạn xem video thường xuyên các bạn sẽ thấy của chị em mình ấy, không một video nào mà không xuất hiện cái bé cốc đấy, khóe phát nghịch ngợm vô cùng đấy. Đang ngồi ngóng gái mình thêm một nước nữa. Trái thứ 5 này là uống nước nhiều nhất luôn á. Mấy trái đầu công nhận mình giết nước. Đúng rồi. Hai trái đầu, hai ba trái đầu luôn đó. Mà càng uống nước nhiều là càng no các bạn. Mà không uống nước là không nuốt được. Bây giờ cảm giác là không uống nước là không nuốt được. Bắt buộc phải uống nước vào để cho nó tuột xuống bụng hết các bạn. Cái này là chỉ có uống nước để tuột xuống bụng thôi các bạn ơi. Mình thấy xem trên video các bạn mà ăn múc bang hay là các bạn thử thách ấy, mình cũng thấy vậy mà. Các bạn uống nước rồi tuột xuống. Mỏi miệng quá rồi các bạn ơi. Cố gắng ăn hết cái này chắc thì ngưng rồi các bạn. Chị cứu. Bé Bin thì đang nằm xa xa phơi nắng này các bạn. Đấy bé Bin. Để mình kể nốt cái câu chuyện của bé Cốc nha. Cái bé Cốc đấy, mỗi lần mà chị em mình quay video, lúc nào bé Cốc cũng quanh quẩn phía sau lưng chị gái mình ấy các bạn. Quay xong video ấy mà chị gái mình nói câu bye bye thôi. Đây, đang ở dưới. Đang dưới này. Đó. Quay xong video mà chỉ cần bé nghe được chị gái mình nói bye bye một cái là bé bắt đầu bé chạy trước, dẫn đầu chạy trước. Khôn lắm các bạn ơi. Rồi chị cá mình bèo cái đoạn cuối cùng của cái trái thứ 5 này các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Tốc độ bèo. Năm trái bắp đã nằm trong bụng chị gái mình các bạn. Nào.
thêm miếng nước rồi rồi các bạn ơi. Chắc là bây giờ cái cơ miệng của chị gái của mình là mỏi lắm rồi đây này. Nhưng mà có chén cơm mặn ăn nó dần nó đỡ. Thế hai bên thái dương nó còn giật giật đau đau nhức đầu không? Nhưng mà có nhức đầu không? Không. Chỉ có giật giật thôi. Mỏi miệng, mỏi cơ hàm. Năm cái bắp quá dữ rồi. Các bạn ơi, trong cái video này ấy, mình nói trước luôn các bạn nhé, khi mà mình đăng cái video này còn mình trong quá trình mình chỉnh sửa ấy, nếu mà các bạn thấy những cái đoạn nào tự nhiên là bị tắt tiếng mà mình chèn nhạc á thì các bạn thông cảm cho mình nhé, vì lý do bản quyền của YouTube âm nhạc á các bạn, là lúc đầu video chị gái mình cũng có nói ấy, nhà kế bên á, cái bên nhà mình thì bác ấy mất thì có những cái tiếng nhạc á, vì là bản quyền âm nhạc của YouTube nên có những đoạn chị em mình sẽ ngắt và chèn nhạc vào, thì mong các bạn thông cảm cho chị em mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Thì các bạn ơi, mình đã thử thách cái bản thân của mình xem là mình ăn hết được bao nhiêu trái bắp trong cái 10 trái bắp mà mình luộc sáng nay rồi các bạn. Mình ăn tổng cộng là 5 trái bắp nha các bạn. Còn 5 trái bắp ở trên bàn này mình nuốt không được rồi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã dành ít phút thời gian theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình. Một cái clip vui thử thách cho bản thân của mình là ăn thử bắt 10 trái bắp nha các bạn, mà ăn được 5 trái bắp à các bạn ạ. Các bạn thấy cái clip này vui á, mà các bạn thấy thích nó thoải mái, thư giãn trong một ngày mình lao động vất vả để về mình coi giải trí á các bạn, thì cho chị em mình một like, bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Hai chị em mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và thành công nhiều hơn trong cuộc sống ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.